Tổng cục Hải quan thông tin, thời gian qua, tại cửa khẩu Khánh Bình, An Giang, có tình trạng các doanh nghiệp đưa phương tiện vận tải của Campuchia vào các điểm tự phát không đủ điều kiện tập kết, kiểm tra giám sát theo quy định của luật hải quan, để thực hiện bốc dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, hàng bách hóa tiêu dùng, dẫn đến việc cơ quan hải quan không kiểm tra giám sát để phát hiện được các lô hàng nhập lậu, khai sai số lượng chủng loại đối với các lô hàng nhập khẩu. Còn đối với các lô hàng xuất khẩu, cơ quan hải quan không được giám sát kiểm tra việc bốc xếp hàng hóa, nên dẫn đến rủi ro không quản lý được hàng hóa có đúng theo khai báo trên tờ khai hay không. Nhất là đối với nông sản xuất khẩu là mặt hàng được ưu tiên cả trong phân luồng tờ khai, doanh nghiệp dễ dàng lợi dụng để khai khống số lượng, trọng lượng, chủng loại để hoàn thuế giá trị gia tăng. Để đảm bảo giám sát hải quan theo đúng quy định của luật hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh An Giang tăng cường công tác quản lý giám sát hải quan tại các cửa khẩu biên giới thuộc tỉnh An Giang, trong đó có cửa khẩu Khánh Bình. Hiện nay tại cửa khẩu đường bộ Khánh Bình, Tổng cục Hải quan chỉ công nhận 2 địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Lan và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hải Thịnh Phát.